Ok đó bạn nha. Thì mình cũng mới đi tắm cái dây mới về luôn anh em à. Thì ok, bây giờ mình sẽ làm gì nè. Chạy tóc thôi. Ê. Này anh em nào kiểu anh em nào muốn cắt tóc giống mình á. À, anh em thấy tóc mình đẹp không? Đấy, nè. Mới đi cắt, mình mới đi gội đầu về á. Tóc mình dài đó, mình có quay video hồi lúc mà mình mới cắt tóc về, mình có quay video cho anh em coi á. Giờ tóc mình đã dài nè. Ok, bây giờ mình sẽ không đi cắt tóc nha. Mình đợi chừng nào kênh của mình đủ 1.000 người đăng ký mới mình đi cắt tóc nha. 1.000 người đăng ký mới mình sẽ đi cắt tóc. Kênh mình đủ 1.000 người đăng ký rồi mình lúc đó mình sẽ đi cắt tóc lại nha anh em. Mình sẽ để tóc mình dài luôn. Ok anh em, bây giờ mình sẽ chải nó xuống. Đấy, mình sẽ để giống hết cách đây luôn nha nè. Nào kênh của mình đủ 1.000 người đăng ký mình sẽ đi hớt tóc lại nha. Mình sẽ, mình anh em nào muốn cắt tóc chúng mình á thì đi tiệm hớt tóc á, hay là cắt layer đứt nhọn. Đấy, người ta sẽ biết người nào người ta hỏi layer đứt nhọn sao á thì anh em đừng cắt nha. Tại cái tiệm đó người ta không biết cắt tóc á. Ok nè. Một tình yêu của hai chúng ta. Tóc mình nó qua bên đây không có hộp. Đấy, qua bên đây thì nó liền cái này thấy không. Đấy, qua bên đây nó liền tóc luôn. Tại hồi nhỏ mình để tóc mé bên đây nè. Là tóc mình nó chỉ qua bên đây thôi. HKT, HKT em mình sẽ làm HKT nghe này. Ok, đi thôi. Yeah. Crazy for pha pha giờ sẽ dẫn anh em đi xúc mụn nha. Ok anh em. Đấy, tại mình clip mình đi xúc mụn xong mình mới nào đó anh em chạy trở bên Sài Gòn nó đang mưa nha. Không biết ở dưới Sóc Trăng có mưa hay là không đó anh em. Trên Sài Gòn đang mưa áp thấp nhiệt đới à. Để chút nữa mình ra mình quay cho anh coi nè, mình quay ra ngoài cửa sổ cho anh em coi nè. Đang bị áp thấp nhiệt đới à. Mưa lớn lắm, mưa bị áp thấp á, thấy không? Mưa trời ơi, mưa tới ngập đường luôn á. Mưa tới ngập đường luôn á, tới xe chạy tới bị chết máy ngoài đường nhóc luôn á. Nên là ok anh em, bây giờ mình sẽ xếp kem xong mình sẽ chỉ anh em nào mới nói. Thấy sao thế không? Đấy, đùng đùng luôn á. Quay thích sắp ngâm sẽ đẹp mình hay hơn bung ngâm trần liễn đó ha. Đẹp mình là hữu nên anh em nào ở trên Sài Gòn có xuất cái game này thì cứ comment với mình. Tại game này mình cũng đặt theo chị mình á. Rồi xong mình có chụp mặt mình lại nha. Mình anh em thấy mặt mình đỡ thì anh em cứ comment ở dưới để mình mua. Cái này mình mua rẻ thôi, có hữu có 500 mấy à. Hai hữu với cặp. Nhưng các bạn đi mua rồi chơi xe thôi mà các bạn thấy đẹp chứ. Đấy. Phải đẹp cho mình đẹp gái. Ok anh em, mình sẽ xin review khuôn mặt của mình để mình chùi camera cho sạch cái. Sạch rồi, sạch. Ok anh em, bây giờ mình sẽ xin. Hơi bị mờ ám. Con trai là phải để cái da vậy nè. Giờ mình sẽ xin nha, mình sẽ chỉ cho anh em xúc mụn của mình nè. Ok, mình không có sức cái này nè, mình chỉ sức cái màu trắng thôi. Tại bây giờ mình bị danh mình bị chị mình chửi các bạn. Chị mình nói mày khùng á, mày chỉ sức cái màu trắng không, mày không xài cho nó quyền hữu sao nó hết được. Đấy, lúc đó mình không biết các bạn. Thì bây giờ chị mình nó chỉ mình. Em thấy tóc mình đẹp thì anh em cứ đi cắt của mình nha. Mình mới cái nào đẹp thì mình cũng cho anh em đi cắt của mình. Mình sẽ chỉ anh em shop mình có bán sổ gội đầu này nè. Anh em nào mua cứ comment ở dưới cho mình nha. Ok, mình sẽ lấy cho review cho anh em coi luôn. Nè, ok anh em nha. Bây giờ mình shop mình có bán xà bông gội đầu, dầu gội đồ mano luôn. Anh em nào cũng tóc mượt á, hổ kia mình mới lên đó mày. Mình không biết gội gì, mình gội đủ thứ, mình gội radio gì gì từ lâu. Bây giờ mình
Rồi dưới quê thì mẹ mình mua cái này cho cha mình gội đầu các bạn. Xong mình nhớ lúc mình không biết tên này ta kêu là cái gì, mà sau này chị mình nó chỉ mình cái này là dầu gội đô ba nội. Xong mình ngu quá vậy thì ok giờ mình cũng biết tên rồi. Đấy rồi. Tại nó ghi chữ tắt thì mình tưởng là chữ tiếng Anh hay là chữ gì các bạn. Tại mình đi học mình không biết tiếng Anh. Đấy, mình đi học tới lớp 3 mình biết chữ rồi, chứ không phải là mình nó vô lớp 1 mình biết chữ đâu các bạn. Đi học tới lớp 3 mình biết chữ rồi. Đây là đồ bánh nồi nha anh em, nào cứ đi ra tiệm thuốc bắc thuốc tây mua cái này rồi ơi. Đây nè, đây là dầu gội đồ bánh nồi đến từ Nhật Bản nha, tại shop mình cũng có bán luôn anh em. Khỏi ra tiệm thuốc tây anh em cứ comment ở dưới để mình ở trên Sài Gòn được nha, không phải mình ở đâu mình cũng ship được cái đó nè, ở mọi tỉnh luôn nha, tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Cần Thơ, Mỹ Tho, Cà Mau, 5383 Sài Gòn vậy đó, mình giao hết đấy. Sài Gòn con số đầu năm 83 chính là biển xe bắn càn đó các bạn, 83 chính là biển xe bắn càn. Đây là giải cúp, đây là cái gì mình muốn chụp hình giống ông Lục của ông Lục kia các bạn. Các bạn có coi comment của ông Lục kia không, chụp hình gì nè tướng lực lắm nha. Đấy, chụp hình đeo cái mũ vậy nè, xong các bạn chụp hình rất là đẹp luôn. Đây chụp hình kiểu là ship gì nè. Thấy chụp hình mình thích, mình thì ước mơ của mình là thích đi bán shop quần áo đó các bạn. Mình thích đi review quần áo để mình bán, nhưng là mình chưa có điều kiện để mình đi mua, thì mình cũng giới thiệu mình để bây giờ mình chưa có tiền các bạn, chưa có tiền mình mới đây cho anh em nhìn mình trong gương luôn. Đấy, trong gương này mình đang nhìn gương mình nói chuyện này, đang nhìn gương mình nói chuyện này. Đây tại mình mới cũng chưa có tiền chưa lắm lương. Đấy, mình có tiền rồi mình phải chi cái tiền lương. Em thấy tóc mình nữa không? Đấy, dù bên em nào tóc bị cứng bị khô queo thì cứ comment ở dưới để mình shop mình đi quán cho anh em nha. Tại cơ shop mình thì mới nhập cái mã này về từ Sài Gòn mà đem tới Sóc Trăng bây giờ nó cũng chưa giao luôn. Đấy, anh em thấy tóc mình không? Tại tóc mình nó ưa bị cong cong à. Đấy, mình thấy anh em nào để hai mái, anh em đi học anh em để hai mái gái thích lắm. Tại mình hồi nhỏ mình cũng đi học mình để hai mái rồi nhé, để hai mái mà có gái cũng thích nha, mà lúc đó mình chưa biết yêu đâu, rồi chỉ mới là biết thôi. Ok anh em, bây giờ sẽ đây shop mình bán một chai vậy là mấy cái đây, 2, 4, 6, 8, 10, mình shop mình bán là một chai là 15 cái nha. Anh em nào muốn mua thì comment ở dưới để mình đi bán cho anh em nha. Đồ mà nồi anh em thấy không nè, đấy nè thấy không, tóc rất là mượt luôn nha. Anh em nào được có gọi xà bông cái nữa, đồ mà nồi đây con trai là gọi đồ mà nồi đây. Ấy tóc rất là mượt nha. Ok mình đi theo cái thằng anh mình đến dưới quê mình hỏi nó là mày gọi tóc kiểu gì sao tóc mình mượt cái vậy, nó nói là gọi xà bông gì đây, nó nói là gọi gì đó, gọi cái xà bông gì màu xanh xanh mình không biết tên đó bạn, mình biết mẫu mình biết nè, cái này người ta không biết là mình biết, mình đi vô mình vô tiệm thuốc tây mình mua nó là giờ bán cho em một cây xà bông, mà chị đó hỏi mình xà bông gì mình nói mình không biết tên, mình biết màu biết chữ thôi nè bạn. Đấy mình vô mình lựa được cái này nè, các bạn trai mà gọi mấy cái này thơm lắm. Đấy tóc mượt nữa nè, thấy không, tóc mình mượt như là mới đi bắn về luôn. Đấy, mình chừng nào clip của mình á mình cũng nói luôn nha, nào clip của mình nữa 1000 người đăng ký mới mình đi cắt tóc nha. Mình sẽ để tóc mình dài xong mình sẽ quay cho anh em coi, để anh em coi tóc mình dài tới đâu thì người đăng ký tới đó nha. Ok anh em, bây giờ tóc mình dài tới chân mày lá liễu nè, anh em thấy không, thì nói thiệt anh em chân mày của mình là chân mày lá liễu rồi nè. Chân mày nãy giờ mình nói các bạn á, mình chưa chà kem lên bụng nó khô luôn rồi, mình quậy cô cái quải vậy, mình chưa chà kem lên luôn á, nãy giờ mình lo nói rồi bây giờ nó dính vô mặt mình luôn rồi anh em, là quả gì. Yeah quậy cô giờ mình sẽ mình xin cũng muốn là anh em đưa coi clip mình để mình mua thêm một cái máy quay nữa, xong mình sẽ hát ghép cho anh em, tại mình thích làm ca sĩ thôi. Đấy, ước mơ mình là làm ca sĩ để mình hát cho anh em coi.
để mình mua thêm một cái máy quay nữa, xong để mình đặt ở dưới, xong mình sẽ hát cho nên coi coi mình hát như thế nào. Mình là ca sĩ hot nhất hôm nay, các bạn nhớ vô coi. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ thấy các bạn thấy nắp của mình không? Các bạn nào muốn hửi nắp thì cứ comment ở dưới cho mình nha. Để mình cho anh em hửi nắp. Mình cũng có cái thuốc trị hôi nách đó các bạn. Vậy nào mình chỉ người ta xong á, hết 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 thúi à, thì mình sẽ chỉ cho anh em, mình sẽ làm anh em, mình sẽ chỉ anh em một cái clip trị hôi nách. Thì anh em chỉ dục có 2.000 hoặc là 3.000 anh em đi mua thôi. Ok anh em, bây giờ mình đã hết kia. Bây giờ mình sẽ đi tập gym để mình có lực, có kiểu có tướng lực nữa để mình cua mình đi chơi đấy, đi chơi mập nhã cho nó bảnh bảnh chút anh em. Ok anh em, bây giờ mình sẽ xong. Thì anh em cứ coi hết clip mình để mình làm gì nè. Tập gym để mà đi ngủ. Thì mà anh em đi ngủ, anh em nhớ tập gym khoảng trăm mấy cái đi ngủ nha. Bây giờ anh em ra đi tập cho mình nha. Ok. Đấy. Và từ đây về sau hai ta chung nha. Đấy, khi anh em tập thì anh em có nhớ tại chạy bộ lên không nha. Giờ sẽ hết đất nha nè. Chỉnh máy quay cái. Rồi bây giờ sẽ hết đất nha. Ok anh em, bây giờ mình sẽ đi quay top top. Ok, mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn, anh em nào muốn anh em nhớ chia sẻ video của mình và cho mình một like, một đăng ký kênh ở dưới nha, để mình đi quay ở trên Sài Gòn này, mình đi lên làm ẩm thực trên nóc nhà luôn nha anh em. Ok, bye bye anh em nha.